Vâng, xe đấu thứ tư là tỷ số đang là 2-1. Vâng, thua nhưng mà vẫn hay. Vâng, xem thế nó mới sướng. Cho son tư hoàng mà gì. Rồi, min Greek thì cho son vẫn là bá đạo. Bây giờ bạn không có quân gì ép đời gọi là sớm cả. Mà cho son thì đi công phù như là chém thì bắt đầu vẫn là ưu thôi. Quân của chúng ta là cho son kẹp Yamato. Vâng, Lê Mạnh Hưng yên tâm, chung kết xe đấu thứ năm chúng ta ra toàn xem. Giờ cố gắng dứt điểm một trận đấu nữa, chúng ta gỡ hòa hai đều sang xe đấu thứ năm, chúng ta chỉ cần đỏ xe đấu thứ năm thôi là tươi ngay. Hoàng Mai Nhi là người cầm cho son, Hoàng Hiêu đầu số lượng là 4 con. Và cái bài này địa thế đánh cung thì nó chuẩn luôn, bài này đánh cung thì quá đẹp, dừng thoải mái, vị trí nhà sát tường. Tiếc là quân cho son. Vâng, Van Lớp cầm Yamato, cảm giác bãi hiêu đầu, số lượng là 7 con mắc binh luôn. Có voi dành cho Van Lớp, 2 cây gỗ 75 tương đối gần nhà, 3 cây chứ không phải là 2 cây. Vâng, đảo qua một chút nhà của thủ vợ Hoàng Mai Nhi xem có cái gì đặc sắc ở đúng nào. Vâng, bài nhiều rừng quá, không biết con sư tử kia đâu có gặp cái xương nào không. Vâng, hình như là Hoàng Mai Nhi chết mất một dân. Vâng, đang gặp bộ xương rồi. Vâng, xương đấy giống xương của Hoàng Mai Nhi lắm. Vâng, bài cho son chỉ cần là đủ điều kiện lên đời và sau đó thì đào vàng châu bê ra thôi. Bài toàn rừng với cả sư tử thôi, chả thấy tài nguyên thịt đâu cả. Hiện ra một tí gì nào cho Hoàng Mai Nhi cười cái. Chỉ cần chọn đồ thôi cũng được. Chọn đồ lên thì chúng ta dã châu bê. Cho thời điểm đầu cho Van Lớp đi chém. Hiêu 7 một voi, Van Lớp chỉ cần một đồ nữa thôi là Van Lớp sẽ là một thi đấu tốt ngay. Và Hoàng Mai Nhi lại báo về là tử nạn, tiếp tục gặp đôi sư tử. Thằng bài Hoàng Mai Nhi rất yếu. Đang có bãi quả tương đối xa, còn con voi nữa dành cho Van Lớp, bình tĩnh rồi. Hy vọng là một trận đấu chém cân đôi kích đời em ơi. Rồi chuẩn rồi. Hy vọng một bài Yamato demo về khuya vòng Van Lớp tỏa sáng cho anh em xem. Đang kèo đấu ngày hôm nay chúng ta đang có 2 đội trưởng, một đội trưởng team Hà Nam và một đội trưởng của team Hà Nội. 2 đội trưởng sẽ thay nhau tỏa sáng. Và đây là sẽ là trận đấu mà hy vọng rằng Van Lớp sẽ làm được cái điều đấy để gồng gánh cho một cái bài xấu đến từ Hoàng Mai Nhi. Siêu xấu, cầm cho son rách, chết 2 dân. Mi Noan đánh cung.
Vậy là Garrick người ta sẽ rơi vào đánh cái thế là đánh chém và thủ P và thủ cho Minoan ở thời điểm ban đầu đấy, tỷ lệ đấy là rất cao. Bạn Lâm sẽ chơi đòn xanh chín là đi dâng L cao. Kể ra mà vác dân và chui vào tận nhà họ mà xây L được thì là tươi hơn. Gọi là xây L cao thôi. Đang Hoàng Mai báo về là lên rất muộn nhưng ít ra là vẫn đủ điều kiện để thi đấu. Chỉ là muộn thôi. Thời điểm đầu thì chậm sự nhiều Văn Lâm. Rồi may quá. Nắm được cái S chuẩn thế rồi. Dần không di chuyển. Nó chỉ di chuyển một tí thôi là khiến cho chúng ta mất tay ngay. Rồi nắn nót vị trí bãi vàng để chuẩn điểm 10 dùng cho em rồi. Vẫn có một dân vàng để chơi nhá Lâm nhá. Để ý kỹ vào. Một con dân đấy. Chuẩn rồi. Đây là U97 cả Min cũng là người đánh chém. Tăng cường L2. Vậy thì Hoàng Mai Nhi cẩn thận đấy. Hoàng Mai Nhi sẽ phải đối đầu với cả cái thủ Hồng Anh. Chúng ta chỉ cần có vàng là chúng ta sẽ thi đấu được tốt ngay. Ưu tiên bỏ bãi vàng ở số 1. Quay sang máy màn hình của game thủ Lớp. Hồng Tôn 7E. Để cửa giò của chúng ta rơi với thế chọc solo. Lớp báo về là hai giò, chính xác là một con giò của cầu thủ Hồng Anh nữa. Chạy đi em ơi. Bài min của họ là vị trí 2.5 nha Hoàng Anh nhá, gần 3 giờ. Cố gắng xây phủ thì đánh kiểu thế phủ công. Chúng ta không nên đánh thủ trong trận đấu này. Rồi, tươi. Còn rất chủ động vẩy e đến từ Văn Lớp. Rồi đen e đi và né và bơm thịt cho Hoàng Nhi lên bánh xe. Khả năng cái tơ này thì hòa Văn Lớp sẽ bị mất con giò. Ông dân chưa bánh xe này, chưa bánh xe. Hay đấy. Hù đen đi. Bên đội bạn vẫn đỏ nhưng không sao. Họ không có lực lên bánh xe đâu, bám sát dân đi em ơi. Bây giờ thì đã có bánh xe rồi. Minoan gần như rất yếu lực. Họ chỉ có đẻ P thôi. Công P. Hoàng Mai Nhi đã có những cái tên thủ được trước Hồng Anh rồi. Bây giờ đang 2P sóc đều đến từ bài của Hoàng Mai Nhi. Bắn ra thêm nhà P nữa. Chủ yếu chăm sóc nhà 1-5 thôi. Nhà 1-5 thì bây giờ thì chắc chắn là phải nhận đồ toàn tập đến từ Hồng Anh để may ra người ta mới có thể chuyển được cung A. Xin cháu, 2 hù 1, 2 đánh 1 không chột thì cũng què thôi. La liếm được một con. Vâng, nín thở bóp cò để bây giờ thì cho son của chúng ta đang có những cái tơn phù đi cộng. Bạn Lớp đang thi đấu rất tốt. Cố gắng đi, họ chân lực, không cho ra ruộng. Họ có chuyển được công an, chỉ là nhận đồ bơm đến từ cái thủ Hồng Anh mà thôi. Và Hoàng Mai sẽ công phủ liên tục vào nhà của cái thủ Hồng Anh. Họ không bơm được mãi đâu. Cái thế 3P thì Garrick thì sớm muộn thì cũng tàn. Gặp cái gì hù cái đấy. Dân gỗ thì hù, dân gỗ cũng được. Cái gì cũng được. Họ không để ý đâu, họ đang điều khiển dân với cả phủ. Mình thì bây giờ cũng đang bị lọt vị trí bãi vàng ở nhà này có 2P rồi. Bóng tươi luôn bãi vàng của nhà 4-5. Chưa có dấu hiệu gì có khả năng chuyển được cung A cả, bài họ rất yếu. Vẩy e chi chít chẳng chịt đến từ Văn Lâm. Rất nỗ lực đến từ Văn Lâm và bây giờ thì sẽ là thời điểm sức mạnh của Cho Son được phát huy.
Vâng, cẩn thận sẽ làm cái bài mà người ta chạy sang nhà của Hồng Anh, người ta đóng A ở bên đấy, người ta bảo kê cho Rick nhận đồ bơm chuyển A. Và cẩn thận, chúng ta có phải cho nổ nhà vị trí nhà P đi đã. Hoàng Mai Nhi sẽ là cái thời điểm công phu liên tục vào bài của Hồng Anh, gia tăng thêm đứa nữa và đi đào vào. Gặp cái gì hù cái đấy nhá. Hồng Anh đang ngồi gần thấy châu ổ. Vâng, khả năng là U97 chạy sang bài của đối thủ Hồng Anh và xây A rồi. Người ta có cũng là hai áo rồi nhá. Chỉ là nhận đồ lực bơm để mà đẻ cung A thôi. Văn Lộc có thể cơ cấu nhà cửa và sóc châu chém cũng được. Người ta chỉ là người nhận lực bơm thôi. Rất đông vù đến từ đối thủ Hồng Anh, số lượng tầm 4 con, báo cho Văn Lộc biết. Bốn con phay đi, cứ phay thẳng mặt đi. Họ hù thì hù, Hoàng Minh hù lại. Bốn con thôi, số lượng không nhiều. Hù mình hù lại không sao cả. Tập này là Hồng Anh gần như bơm đồ chân lực cho bài Min Oan rồi. Họ chỉ sắp mỗi hù để thi đấu mà thôi. Đánh chém biết sạch luôn. Vẫn tươi. Sóc chém đều em nhá. Đang là muốn đánh đời 4, đánh đời 4 thì cũng được thôi. Hoàng Mai Nhi sẽ công P liên tục và có thịt bao nhiêu thì vã tất tay cho Văn Lớp. Số lượng chém của Văn Lớp đủ để thủ nhà bất cứ lúc nào. 350 thịt đến từ bài của nguyên thủ Hoàng Mai Nhi. Thằng Tham mình đang đè. Đóng nhà điều kiện em ơi, Hoàng Mai Nhi bơm thịt phát ra đủ luôn này. Bằng kích luôn. Thiếu 10 thực rồi thôi. Bạc dần và quạ. Kích đi, kích luôn đời 4 em ơi. Thiếu vàng, Hoàng Bách ơi xin trăm vàng nào. Kích luôn. Gỗ của chúng ta còn nhiều. Và chúng ta ăn 2 bãi. Tận ruộng của em bị một con chém lọt vào nhá. Phù đi, phù kìa. Xây lại cái ruộng khác. Hoàng Văn Nhi đang đi một tơn phù, đứng bảo kê cho Văn Lớp. Bây giờ thời điểm này em cần tích cố lại, đóng A dần đi. Đóng A lùi đi cũng được. Giấu kín A càng sâu càng tốt. Hoàng Mai Nhi vẫn giữ cho mình cái tham 3x, tiếp tục đi đào vàng và cứ châu P thôi. Hy vọng là những cái tơn mà hù tốt đến từ Hoàng Mai Nhi. Còn số lượng cung A hơi ít và số lượng này thì chúng ta có chém có thể là bắt được đấy. Vậy 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 bớt đi được con nào hai con ý. Còn đang dư 150 gold bằng bơm nốt đi kìa. Tất tay cho Văn Lớp. Nó có thể là vẫy hú ạ dụ họ đúng không? Hai con này đứng yên xin luôn cả hai con. Văn Lớp sẽ phi thẳng lên cứ chém chặn đầu. Đó, lên đời 4 xong đến từ bài của nguyên thủ Văn Lớp. Và tiếp tục tăng ạ. Bài này bên Min Oan bên họ bạn là nhận đồ bơm trần lực thôi. An tâm là họ không có dấu hiệu gì bật 4 được đâu. Thời điểm này thiêu chém và phù họ đi. Chúng ta chỉ cần tích hot thôi chứ không cần tích chém thời điểm này nữa. Họ đang nhìn phù tốt rồi nha, tơn này em phải phù tốt vào. Họ đang công toàn tập sang Văn Lớp đấy, Văn Lớp thì cần thời gian. Hiện tại thì Văn Lớp thì đang nở được 2 tơn cung rồi. Cần thời gian nở thêm 2 tấn cung nữa thì chúng ta mới có thể an tâm được. Đang kéo phù sang, đang đỡ nhà cho Văn Lớp luôn. Ở trên đường đi gặp cái gì thì phù luôn ý. Đúng rồi. Đúng rồi, phù tiếp đi.
và lập tham lại 3x. Em cứ thấy chỗ nào ít thì em chơi đi. Thái E ra để cho phù dạy. Đấy, chúng ta cứ dỉa rồi đánh vào những vị trí và thưa thớt nhất. Ông Hoàng Văn Nhi có lẽ là bị tờ 17 và mất hết phù rồi. Thế trận này hiện tại đang cũng là rất là cặng, chúng ta đang đều 4, bên đội bạn đang rơi một cái thế ốp. Giữ từng con hót một nha, người phải tiết kiệm đây. Hay là công ngược sang bài bên họ được không? Đánh thủ nhiều quá, công ngược sang bài bên họ đi. Sợ rằng thủ mãi chúng ta không thủ đâu. Chạy hót đi đắt léo, chuyển thế thủ thành thế công đi, bắt họ và mất tay. Sau đó thì chúng ta mới có thời gian chúng ta sóc hót, chúng ta đánh ở nhà, chúng ta mới tụ được con hót thôi, chứ để họ công như thế này thì nghe chừng chúng ta hơi căng. Điều khiển hót cẩn thận với em ơi. Cung A còn đang kinh đến nhiều. Bạn Minh Loan thời điểm bắt đầu rất yếu. Có lẽ rằng Hồng Anh trận đấu lại bớt khỏe quá, ngoài sức tưởng tượng. Và lên lực chúng ta không nâng cấp được công nghệ, chúng ta không có tầm xa và không có đại lượng. Tham lai 24 đang rất chi chẳng từ lớp. Bài này mà lên xong rồi nâng cấp được cái tầm xa và đạn lửa thì có lẽ là tươi ngay. Đang rất cố gắng đến từ lớp. Tham lai của Hoàng Mai Nhi và bắt đầu có dân đi cày ruộng và có thể bơm được cho Hoàng Mai Nhi rồi, cho lớp rồi. Tham lai 33 đến từ lớp. Ở thế trận bắt đầu cảm giác tươi tươi trở lại rồi đấy. Và cảm giác thế công bên đội bạn mất đi rồi. Chúng ta đã bắn được khá nhiều quân. Lai bên đội bạn vẫn đang đi rất là mạnh mẽ. Phải chăng là họ do muốn chế độ thủ và bật 4 chăng? Không, họ vẫn đang sóc châu mà. Tính cơ động của Hot bắt quân hành trình. Hoàng Mai Nhi có bao nhiêu thực vòn vén nhá, có bao nhiêu thực vòn vén bơm cho Văn Lâm. Chúng ta chỉ việc sóc Hot thôi, chúng ta không có đủ cái gì để nâng cấp cả. Chạy đánh cái đầu khả năng chạy đến đấy, chúng ta công ngược nhà họ đi, chạy đi em ơi. Điều quân ở vị trí nhà họ nhá. Nói Hồng Anh vẽ được khá nhiều ruộng, họ bơm rất khỏe cho Minh Loan. Đi quân chặn đầu đến từ bài của một năm. Và lớp chúng ta đang mất tương đối nhiều tham rồi. Mà Nhi vẫn có thể bơm được thịt lẻ cho em đấy. Và cũng cố gắng sóc hót đi ra mà nó ngén đi. Với nhà họ cũng là có khả năng cũng sẽ là một cơ đánh đổi chăng. Nhưng mà họ đang rơi một thế gặp kềm mà muốn bắt hót của chúng ta. Bắn khá nhiều hót và tham của chúng ta tụt khá sâu rồi. Đang rất cố gắng để gồng gánh một cái bài rất sâu đến từ Hoàng Mai Nhi. Nỗ lực là chưa đủ. Bên đội bạn vẫn là người có những cái chiến thuật và đánh phù hợp. Và họ đã biết cách giành chiến thắng và nâng
tỷ số lên là 2-2 và cả hai bên lại tiếp tục vào trận đấu chung kết. Rồi hôm nay phải nói là gay cấn quá, rất nhiều các xe đấu vào rơi vào tình trạng chung kết. Và có lẽ là mình sẽ dành một ít thời gian mình lên lại kênh. Đợi đợi anh lên lại kênh nhé. Thằng kia nó bơm độ khỏe quá. Oklahoma, 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 Oklahoma,